Hội Cựu chiến binh thành phố Biên Hòa vừa tổ chức Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019-2024. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Biên Hòa quán triệt nghiêm các tiêu chí của phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đến cán bộ, hội viên trên địa bàn. Từ thi đua xuất hiện nhiều mô hình tích cực như cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy, nòng cốt của đảng, nhà nước, nhân dân trên địa bàn. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 30 đồng chí tham dự Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2024. Dịp này, thành phố Biên Hòa khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc